Các bạn nhớ nút đăng ký, bật nút chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Và các bạn giúp mình có thể là theo dõi hai cái kênh. Một là kênh TikTok Săn Sale và đánh giá mới của mình này. Và kênh thứ hai, kênh Shopee có tên là Săn Sale Điện Thoại. Ở shop này thì mình sẽ bán điện thoại và phụ kiện rất là nhiều. Đặc biệt là TikTok sắp tới thì mình sẽ bán thiên về phụ kiện nha. Bạn nào muốn mua phụ kiện giá rẻ nhớ sang bên TikTok Săn Sale và đánh giá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và đánh giá. 14 triệu cho một siêu phẩm gaming phone thì các bạn thấy nó có đáng hay là không? Trên tay của mình là Red Magic 8S Pro, một sản phẩm ra mắt cũng một thời gian khá là dài rồi. Tuy nhiên là để xét về cái trải nghiệm gaming và những cái tính năng ở trên sản phẩm này thì thực sự các bạn, nó không có gì để chê. Đặc biệt là cái con này thì nó sẽ có một thiết kế, nó theo kiểu trend từ vài năm trước nha. Vẫn là theo kiểu vuông thành sắc cạnh này. Được chưa? Anh em nào mà thích một cái thiết kế nó mới lạ, không có gọi là quá cũ kỹ giống như là sản phẩm Pro Phone chẳng hạn, thì Red Magic là một sản phẩm anh em có thể cân đối nha. Được chưa? Cái con này thì nó sẽ có màn hình full view luôn. Rất là đẹp nha. Đây cho anh em xem full view này. Ổn không? Hiện tại thì mình sẽ trải nghiệm lại cho em một cái tựa game là Genshin Impact ở trên sản phẩm này. Sau một thời gian khá là dài rồi, mình chưa có test lại một vài cái mẫu gaming phone nha. Rồi, anh em có thể xem qua một chút về thông tin của máy này. Đang chạy trên cái phiên bản Aurora 14, RAM là 12GB và bộ nhớ trong là 256. Tất nhiên là con chip hiện tại thì nó sẽ là Snap 8.2, không phải là Snap 8.3, nhưng chip này hiện tại vẫn rất là mạnh em ạ. Đây, AnTuTu này, mình có chấm được nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó nhé, là 1.652.000 điểm với Snap 8.2. Anh em có thể xem thêm về cái thông tin của máy này. Được chưa? Mình đã có một cái video đánh giá chi tiết Red Magic 8 Pro rồi. Cái con đấy thì mình sử dụng xuyên suốt tầm khoảng 1 năm để chơi game. Và anh em muốn xem lại thì có xem lại nhé. Bởi vì cơ bản cái con 8S Pro này thì cái sự khác biệt nó sẽ không có quá nhiều so với Red Magic 8 Pro đâu. Hiện tại thì mình đã cập nhật lên cái phiên bản mới nhất. Đây, anh em xem luôn nhá. Hiện tại này đang ở cái phiên bản mới nhất là Red Magic OS 9.0.13R.13MR nha. Red Magic 8S Pro thì sẽ có hai cái phím trigger này, độ chạy rất là thấp nha. Và đây, chúng mình đang trải nghiệm cái tựa game là COD Warzone và cái đồ họa thì nó cũng đẹp vô cùng kể anh em ạ. Rồi, mình sẽ vào cái phần chế độ gaming của máy nhá. Anh em sẽ ấn vào cái nút đỏ này. Gạt này. Đó. Thì sẽ vào cái chế độ gaming của máy. Ok, mình sẽ vào luôn tựa game machine nha. Đã vào game, mình sẽ bắt đầu đo luôn này. Hiện tại còn đâu đấy là 65% pin. Độ sáng thì mình sẽ để tầm khoảng cao cao xíu, tầm khoảng 70% đi. Và chờ một cái wifi. Tiếp theo là về cái mức đồ machine này. Mình để mức là cực cao và 60fps. Vẫn như setting bình thường mình hay chơi thôi. Ok nha. Đã lên. Xem nào. Mình đã để sang cái CPU là tăng lên rồi nha. Từ mình bật cái phần đo FPS lên đã. Ok, đã bật nè. Test thử nha. Đo luôn. Cho tiếng lên chứ. Chip mạnh và cộng với khả năng tối ưu game ngon như một sản phẩm gaming phone thế này thì thôi, anh em chơi game bá chém bọn chém luôn. À quên mất chưa đo nhiệt độ. Hiện tại nhiệt độ ấy thì nó ấm nhẹ thôi. Đây mình sẽ đo cho em xem. Nhiệt độ trước khi chơi tầm khoảng 38 độ này. Về mặt trước của chúng ta thì cũng tầm khoảng gần 38 nha các bạn. Khu vực này thì không nhiều quái lắm. Mình sẽ chuyển sang cái khu vực đây. Chỗ này có con rồng khá là mạnh. Với Red Magic 8S Pro thì anh em lưu ý là nó sẽ không có tiếng Việt cho anh em đâu. Thì anh em vẫn có thể cài setup được nhưng mà nó sẽ không có tối ưu được 100% về tiếng Anh, tiếng Việt cho anh em. Lưu ý nha. Còn về cái màn hình vô khuyết này thì bao phê cho anh em rồi. Thực sự quá đẹp luôn. Này, anh em nhìn các góc này. Ổn không? Ô, tôi ngỏm rồi. Chưa giết hả? Góc này anh em nhìn ok không? Góc này khó chơi quá. Góc này anh sẽ dễ nhìn hơn. Đó.
Loa thì cũng rất là to. Ủa, mất đâu rồi? Anh em đợi tí nhá, để mình xem lại cái Roy FPS đã. Em mất rồi. Sao đi thật. Rồi đó, mình sẽ để lại nha. Trời, 61 kìa. Ngon lành luôn anh em ạ. Rồi mình sẽ chuyển sang khu vực map khác nhé. Xem nào. Sumeru này. Sumeru thì mình test thử xem nó có tối ưu chưa nhé. Mình nghĩ là một thời gian khá là dài rồi thì với Sumeru nó cũng vô tư thôi. Ok, chuyển cảnh mượt mà này. Ok, mượt. Red Magic 8S Pro nó vẫn làm cái gì đấy quá kinh khủng anh em ạ. Đây là mình chơi cũng tầm khoảng gần 20 phút rồi. Và có bật quạt quay của nó nhé, có bật quạt cơ đấy. Mà FPS cứ gọi là thẳng thắp 5960, 6061 này, 5960. Có 1-2 lần là nó sẽ drop xuống khoảng 55. Nhưng mà giật lắc các bạn sẽ không có cảm nhận rõ ràng đâu. Quá ngon luôn anh em. Thật sự luôn, chơi như này thì không chơi được luôn. À, những cái lúc mình có bát như này thì FPS vẫn thẳng tắp 61. Khủng khiếp thật. Đây, mình chơi được khoảng đâu đó là 20 phút này. Để cho các bạn, hiện tại nó sẽ còn khoảng 52% pin nha anh em. Đây. Đó, 52% pin. Nhiệt độ mặt trước này tầm khoảng gần 44 nha. Về mặt sau 43, để mình xem lại nào. Mặt sau thì nó sẽ khoảng 4-5 độ C. Cũng căng đấy. Ở cái khung các bạn chạm vào này, nó cũng nóng phết anh em ạ. Nó tầm khoảng 43 độ nha. Anh em cầm khi mà chơi cái con này thì khá là nóng. Không biết tại sao cái phần mềm này mình đo với tự game Genshin ấy, thì nó bị ngắt quãng rất là nhiều. Đây, mỗi lần anh em xem biểu đồ FPS nhé. Ngon lành luôn. Đó, cái chỗ này là khi mà mình có chuyển cảnh này, được chưa? Còn một vài cái chỗ khác nó đều là tầm khoảng 59. Nói chung là FPS trung bình theo như mình trải nghiệm ấy, thì nó sẽ tầm khoảng 59 FPS. 59 hơn nhá, được chưa các bạn? Đó. Tiếc quá mình không đo một thể được, nó sẽ bị lag cách nhiều quá. Nhưng mà về tổng thể nhá, với một sản phẩm gaming phone như thế này thì Red Magic 8S Pro nó vẫn đang thể hiện cái vị thế cho trải nghiệm gaming tốt nhất phân khúc mà bạn có thể tìm được trong tầm khoảng 14 triệu. Anh em cảm thấy sao? Một sản phẩm để chơi game, nếu như các bạn để sử dụng làm máy chính thì với cá nhân mình vẫn giữ quan điểm thôi. Sử dụng làm máy chính với một sản phẩm gaming phone như thế này thì nó không có tối ưu hoàn toàn. Và nếu như các bạn cần sản phẩm để chơi game ngon cũng như là làm máy chính ấy, thì trong tầm tiền này chúng ta có Xiaomi 14 hay là nhiều sản phẩm khác luôn thì các bạn có thể tham khảo nhá. Rồi, thì các bạn cảm thấy sao về Red Magic 8S Pro? Đừng quên để lại comment dưới. Và mức giá tham khảo Red Magic 8S Pro mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.